ghé thăm thành phố Houston đều biết tới chùa Ông Bổn tọa lạc trên đại lộ Tollwood của thành phố, và ngày hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 16 từ tháng 4 năm 2017. Ấy hiện xin mời quý vị cùng dự vào một buổi lễ vía bà Thiên Hậu được tổ chức hàng năm ở đây với những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận sau đây. Nay là với Thiên Hậu là hồi xưa ở Việt Nam đó, đã ở quận 5 á, có cái chùa Thiên Hậu, đa số là người Hoa, là người Phúc Kiến, người gì cũng có hết. Với Thiên Hậu là ý nghĩa là người ta, những người đi biển hoặc là đánh cá này kia, cầu cho biển nó yên lành, không có sóng gió. Nhưng mà cũng có một cái ý nghĩa là bà Thiên Hậu là cũng là hồi xưa cũng là giống người mình nghĩ người thôi, nhưng mà mình có làm một cái công đức vì dân, vì tất cả nên mất đi rồi thì người ta thờ, người ta cúng kiến dời có linh này kia vậy thôi. Chúng tôi có tổ chức cái buổi lễ để chúc mừng cái ngày sinh của Phật bà Thiên Hậu, và chúng tôi cũng có đoàn lân giúp vui, có nghĩa là đại diện của chùa tụng kinh niệm Phật để cầu nguyện cho bá tính thiên hạ đến đây phúng lên hương cho Phật bà Thiên Hậu, và chắc chắn là Phật bà Thiên Hậu sẽ phù hộ cho hiện diện của quý vị và gia đình của quý vị được một năm bốn mùa bình an, sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc, buôn bán khá giả và vạn sự như ý. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự hiện diện của quý vị, thay mặt cho ban chấp hành cầu nguyện cho Phật bà Thiên Hậu phù hộ cho quý đài từ là trên tới dưới, gia đình đều được hạnh phúc khỏe mạnh. Những ai biết tới chùa Ông Bổn thì thường thường đều quen thuộc với ngày lễ vía ông. Nhưng mà ngày hôm nay thì Ái Hiền rất là vui khi mà giới thiệu tới quý vị cái ngày lễ truyền thống được tổ chức hàng năm tại chùa Ông Bổn là ngày vía bà Thiên Hậu. Và Ái Hiền cũng rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Ái Hiền xin chào và chúc cho quý vị có một ngày thật là may mắn và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.